chỉ quay một số hình ảnh các bạn tham khảo thêm thôi. Các món ăn ở đây được các anh chế biến rất là tỉ mỉ. Rất là nhiều các cô chú anh chị các bạn yêu mến và góp ý cho Kiên quay thêm một số món ăn, nhất là các cô chú anh chị các bạn Việt kiều ở nước ngoài rất là thích xem những video này. Món này món gì anh? À, đây món này. Trứng muối. Đây, bát thảo. Dạ. Trứng muối bát thảo hột gà. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Kiên ha. Thì trưa hôm nay bây giờ là 11 giờ trưa quý vị ha. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở ngay đường Lý Thường Kiệt giao với lại đường Đào Duy Từ các bạn. Ngay ngã ba Lý Thường Kiệt với lại đường Đào Duy Từ. Hôm nay là một cái video rất là đặc biệt, thì Kiên sẽ cùng với lại bà xã đi thưởng thức một trong những cái món ăn của người Hoa. Nhưng mà đây là người Hẹ các bạn, món ăn của người Hẹ. Đó. Thì cái quán này thì quán này có tên là quán Truyền Ký các bạn nhé. Truyền Ký thì nó nằm trong một cái con hẻm đường Lý Thường Kiệt. Thì giờ Kiên sẽ mời quý vị các bạn hãy cùng đi vào trong một cái con hẻm để thưởng thức một trong những cái quán ăn của người Hẹ, những món ăn của người Hẹ. Nói chung là hơn 70 năm ở Sài Gòn rồi các bạn. Mình cũng nhờ một số bạn review về các món ăn ẩm thực người Hoa nên mình biết đến quán này, nên là Kiên cũng muốn là đi trải nghiệm ăn các cái món ăn truyền thống của người Hoa thì nó sẽ như thế nào. Có nghĩa là mình sẽ ăn những cái món ăn mà người Hoa ta ăn theo kiểu là gia đình nhá. Có nghĩa là vô đó mình chọn món, mình ăn theo kiểu chọn món, ăn món gì mình chọn món đó. Nhưng mà đây là đặc trưng món ăn của người Hoa, người Hẹ các bạn. Rồi Kiên sẽ đi qua đường nhé các bạn nhé. Quán này là trên 70 năm rồi các bạn, 70 mấy năm rồi. Mình cũng xem một thông tin là từ cái thời mà ông nội của anh chủ bán ở ngoài vỉa hè, sau đó thì lên tiệm, đến giờ là 70 mấy năm rồi. Thì giờ Kiên sẽ đi, mời quý vị các bạn hãy đi với Kiên nhé. Xe đang rất là đông. Đây quý vị và các bạn, đây là con hẻm số 39, bên này là đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11 các bạn nhé. Thì các bạn cứ nhớ là đối diện với lại cà phê Trung Nguyên, chúng ta nhìn thẳng qua bên này là có con hẻm số 39 nhé. Giờ Kiên sẽ đi vào trong hẻm các bạn nhé. Đây là con hẻm số 39 các bạn, đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11 nha các bạn. Quý vị anh chị các bạn thân mến, thì Kiên đang có mặt ở trong con hẻm số 39. Địa chỉ chính xác của quán cơm Truyền Ký của chúng ta là 39-20 các bạn nhé. 39-20 đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11 nhé. Đây, hiện tại mình đã tới quán này các bạn. Đây. Đây, quán của chúng ta đây các bạn này. Đó. Tiệm cơm Truyền Ký, món ăn người Hẹ các bạn nhé. Ở đây là giờ mở cửa là từ 11 giờ đến 14 giờ, chiều là 17 giờ đến 20 giờ. Ở đây là không có chi nhánh các bạn nhé. Ở đây là địa chỉ là số 39-20, đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11. Đó. Tiệm cơm Truyền Ký. Nhìn cái bảng là chúng ta biết là cũng lâu đời cỡ nào rồi ha. Đó. Ở trên này có số điện thoại luôn. Đây, trên này là cái bảng phía bên trên này. Đó. Có thông tin số điện thoại cũng như là giờ mở cửa để quý vị các bạn đến, chúng ta đi đúng cái giờ thì chúng ta nói chung là chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon ở đây ha.
Và quý vị như các bạn thân mến thì Kiên cũng đã ăn rất là nhiều những cái món ăn của người Hoa rồi. Ví dụ như là hủ tiếu thập cẩm này, rồi mì xào giòn này, cơm chiên thập cẩm, nói chung là nhiều các món người Hoa mình ăn rất là nhiều, nhưng mà đa số là ăn món nước các bạn nhé. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ăn một cái bữa cơm gia đình của người Hoa, của người Hẹ thì nó sẽ như thế nào? Thì Kiên sẽ mời quý vị các bạn hãy cùng đi với Kiên vào bên trong khám phá. Rồi, đây chúng ta vào bên trong. Mới vào cái không gian bên trong thì chúng ta thấy là ở đây là rất là nhiều bằng khen này. Đó, rất là nhiều bằng khen này. Rồi cái không gian đặc trưng của người Hoa các bạn nhé. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ gặp anh chủ đang làm món ăn trong này này. Đây, em chào anh. Anh cho em hỏi là anh tên gì anh nhỉ? Tên Duy. Anh Duy. Anh Duy là chủ của quán ăn truyền ký các bạn nhé. Dạ. Là đời của anh Duy là đời thứ mấy rồi ta? Đời thứ ba. Đời thứ ba rồi. Quán nhà mình là bán chính xác được bao nhiêu năm là anh Duy nhỉ? Hơn 70 năm. Hơn 70 năm rồi. Ở đây là mình bán các cái món ăn là anh có thể chia sẻ là đặc trưng của người Hẹ đúng không anh? Đúng rồi. Gồm có những món gì anh? Gà hấp muối, khô mô hấp heo quay, khâu dục á, sú linh chiên giòn, đậu hũ đông giang. Heo có lấu, cá mặn chân thịt, trứng ba màu. Nói chung là nhiều món lắm, tôm, mực, bò, sườn, cá. Tổng cộng là bao nhiêu món này? Tổng cộng là 70 mấy món. 70 mấy món. Dạ, tính như canh, rau, xào. Canh nữa ha. Đầy đủ. Canh thì có canh nóc heo tiềm, bắp bò tiềm, bầu ngư tiềm. Canh hàng ngày, mỗi ngày nấu một loại á. Canh cải khô, canh bắp, canh rong biển, canh sắn dây, canh củ sen, đậu phộng, mỗi ngày một món canh. Có nhà mình là bán một tháng có nghỉ ngày nào không anh Duy? Bán các ngày trong tháng có nghỉ không? Mất bán xuống nhưng mà có khi có bận công chuyện thì nghỉ thôi. Khi mình mệt quá mình nghỉ. Chứ bán thì bán suốt, Tết thì mới nghỉ thôi. Em thấy là cái không gian ở trong nhà mình là trong hẻm thì đây chắc là có lẽ là nhà mình ở đây đúng không? Dạ đúng rồi, nhà đây. Không có chi nhánh nhà anh ha. 70 mấy năm tới giờ ở tới đây. Ngày xưa là từ thời ông anh là bán là như thế nào, anh có thể chia sẻ một chút xíu không? Ông nội là bán, xưa là bán như bán ở ngoài đường vậy thôi. Nhưng mà sau này cái bán từ từ người ta lối sớm, mà xưa tại khu này người Hẻ người ta làm dài thì người ta đề nghị ông nội là nó bán ở nhà luôn đi. Giờ ông nội mới vô nhà bán rồi mới lên từ từ. Đây là ngày xưa ông bán ở ngoài vỉa hè. Đúng rồi, bán vỉa hè. Bán đi bán dạo. Bán dạo. Bán dạo, bán dạo á. Bán dạo đó rồi sau này mới ở nhà bán rồi. Dạ. Thế lại đây anh bán cả buổi trưa này, buổi chiều luôn ha. Dạ, bán từ sáng 11 giờ đến 2 giờ chiều. Chiều 4 giờ rưỡi đến 8 giờ tối. Dạ. Tại giờ mấy giờ kia nghỉ trưa. 2 giờ rồi nghỉ trưa rồi, nghỉ tới 4 giờ rưỡi. Em thấy là các cô chú Việt kiều ở nước ngoài về á là đi tìm những cái quán mà gọi là lâu đời này rất là nhiều. Dạ. Quán mình chắc là có lẽ là rất là nhiều các cô chú Việt kiều biết đâu anh. Biết chứ, tại người ta xưa là ăn ở đây rồi. Ăn từ nhỏ ăn lớn. Ăn rồi người ta mới đi nước ngoài rồi sau người ta mới quay về. Dạ. Người ta ăn lại. Bây giờ là các chị đang chuẩn bị một đồng ăn món, mình có thể ngồi trên lầu luôn anh. Đúng rồi, lên lầu, trên lầu. Ở đây là có thể ngồi trên lầu bên dưới. Có menu luôn, có menu. Rồi giờ em sẽ xin anh vô quay một số món cận cảnh chế biến các anh nhá. Đang làm cái món gì đây anh? Sườn rang muối. Thơm quá. Đây mình đang chế biến món gì đây anh? Bao tử xào cải chua. Vô trong bếp là thấy là đói bụng rồi các bạn. Đây là các anh vô đây là mùi thơm nức mũi luôn các bạn nhé. Mà nào mà đói bụng là vào đây là thôi. Bao tử xào cải chua.
bây giờ cũng là cái giờ cao điểm của quán các bạn. Giờ các anh đang làm rất là bận rộn. Nên là mình cũng chỉ quay một số hình ảnh các bạn tham khảo thêm thôi. Chứ là quay hết món ở đây là 70 mấy món mà không thể nào quay hết được các bạn. Các món ăn ở đây được các anh chế biến rất là tỉ mỉ, chăm chút từng câu các bạn. Món này là món gì anh nhỉ? Tàu hũ Đông Giang. À, tàu hũ Đông Giang. Đông Giang. À, đậu hũ Đông Giang hay là tàu hũ Đông Giang? Tàu hũ Đông Giang. À, đậu hũ Đông Giang. Hôm nay mình cũng rất là may mắn được anh. Anh Duy, anh cho mình vào đây quay một số cái khâu chế biến để các cô chú anh chị các bạn tham khảo thêm về hình ảnh của quán. Cái bình thường anh Duy anh cũng nói chung là mình tại không gian bếp cũng hơi chật chội nên là các anh làm cũng hơi vướng nên là cũng rất là ít vào đây quay được. Rồi các bạn, thơm quá, nó khói lửa nghi ngút luôn các bạn. Món ăn anh các anh chế biến rất là cầu kỳ tỉ mỉ các bạn. Này là món gì anh? À, bông hẹ xào tỏi. Xem các anh xào đảo thôi mà các bạn phải hoa mắt luôn. Xem các đầu bếp trực tiếp chế biến món ăn như này phải nói là cực kỳ hấp dẫn các bạn nhé. Mình đi quay rất là nhiều các cái quán ăn của người Hoa đấy các bạn, rất là nhiều các cô chú anh chị các bạn yêu mến và góp ý là Kiên quay thêm một số món ăn của các cô chú anh chị các bạn tham khảo thêm đó. Đặc biệt là các món ăn của người Hoa, của người Hẹ ở Sài Gòn các bạn, nhất là các cô chú anh chị các bạn là Việt Kiều ở nước ngoài rất là thích xem những video này và góp ý cho Kiên là đi tham khảo cũng như là thưởng thức nhiều hơn những món ăn của người Hoa. Liên tục luôn, không ngơi tay. Rau muống xào tỏi đúng không anh? Rau muống xào rau ớt. À, rau muống xào chao ớt. Đây chế biến món ăn rất là nhanh các bạn. Tại vì nguyên liệu được chuẩn bị sẵn hết rồi đấy, nên là chế biến rất là nhanh. Cái này là hấp luôn. À, con này có canh, tìm rồi có các món hấp rồi nha. Món này món gì anh? À, đậu hũ này. Này làm mang về các bạn.
Cá này là cá chém mày. Cá chém chiên nước tương. À, cá chém chiên nước tương hành. Chiên không, cá chiên nước tương hành. Dạ. Dạ. Thơm quá. Này là xào tàu tì. Tàu tì. À. Bây giờ là khách mua về nhiều lắm nữa mới ăn ở lại anh ạ. Ở đây 12 giờ đông ha. Em ở đây em đến 12 giờ luôn đó. Em ở đây nói chung là dạ. Giờ đang chưa? Ừ. Mới không chút lỗ nào chưa? Dạ. Đến hè rồi. Này chiên giòn luôn này. Chiên giòn luôn. Này có bán mang về không ha? À. Này mang hôm nay về cúng này. Con về cúng. Dạ. Dạ. Đấy, chị đang làm gỏi đang này ra. Dạ. Trong này có làm gỏi luôn đúng không con? Gỏi gà. Chỉ là xé thôi trộn hả? Vậy thôi. À xé trộn. Thôi. Đang xé gà các bạn. Gà này là gà hấp muối hả chị ha? Dạ đúng rồi ạ. Cái món này là món đặc trưng của quán á ha. Dạ đúng rồi, món chính. Món chính của quán là món gà hấp muối các bạn này. Món gọi là nổi tiếng của quán á. Món này là món gì vậy chị? Dạ trứng ba màu. À trứng ba màu. Trong này có trứng dạ, trứng muối, trứng muối à, bách thảo dạ, trứng muối bách thảo hoặc gà. Thank you.
lấy gì con? Lấy cái dĩa lòng đỏ rồi cho. Em ở nhìn bên ngoài đấy anh Duy, em không nghĩ là trong này là có cái quán ăn ngon nó hấp dẫn như này đâu đấy. Tại vì đi cái hẻm đi vô á, nên mình cũng không biết là trong này, nói chung là phải là có người giới thiệu mới biết được quán nhà mình á. Vì những cái con hẻm đi vô nó cũng, anh cũng không có để bảng ngoài đó ha. Nên cũng không để không thấy được. Trên lầu là có chỗ ngồi thoải mái, rộng rãi, mát anh ha, có máy lạnh luôn ha. Nhìn bên dưới thì nó ấy, nhưng mà trên lầu em thấy là ngồi thoải mái. Đây đa số là khách quen không anh Duy nhỉ? Đúng rồi, khách quen ăn xe đó giờ. Ăn trưa giờ. Cũng có khách mới cho coi TikTok, coi cái này cái kia rồi. Dạ. Thế là mình không tính mở thêm chi nhánh hả? Gia đình làm mấy ông anh cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà làm nó nhà cũng làm. Dạ, mình sống thôi. Dạ. Yeah. Cái này sau này đời anh rồi anh có tính là truyền lại cho thế hệ sau không? Có cái gì nữa để truyền cho nó thôi, nhưng mà chậm một đứa nó có theo nghề không thôi. Ừ. Phải bắt theo nghề. Dạ. Yeah. Anh được mấy bé à? Hai bé. À. Bây giờ là cũng đứng phụ bán luôn đúng không? Cái con nhỏ đi học. À đi học. Dạ. Ở đây mình có đặt hàng qua app được không anh Duy nhỉ? Qua app hay là qua Shopee Food á? À mình có đặt trực trên Shopee Food. Em thấy là cái hình như là truyền ký thì em cũng hình như có nghe một số quán rồi, nhưng mà hình như là cũng trùng tên thôi đúng không anh nhỉ? Dạ. Em thấy là ở Sài Gòn có một mấy quán tên là truyền ký á. Cái kia xưa ông anh ông mở nhưng mà người ta lấy lại nhà rồi, bây giờ nghỉ rồi, không về. À ngày xưa là có một cái quán em nhớ là em ăn rồi, hình như là của anh của anh hả? Đúng rồi. À. Cũng trong gia đình luôn. Ừ. Đúng rồi. Người ta lấy lại nhà. Dạ. Nên về nhà ông bán. Đây đi ô tô thì không có chỗ để nhỉ? Ô tô gửi xe bên hông siêu thị á. À ô tô mình có thể gửi bên siêu thị được. À, đi xe máy là mình có thể gửi xung quanh đây. Nhà anh Duy có chỗ để xe luôn các bạn đi ô tô thì để bên hông siêu thị Co-op Max hay sao ấy? Co-op hay là Bixi gì ấy, hình như Co-op hay sao ấy? Không, gần siêu thị. À, mình quay một số hình ảnh về quán nữa rồi sẽ lên gọi món để thưởng thức review chia sẻ với các bạn nhé. À, trên nhà Duy là anh làm phòng máy lạnh các bạn nhé, nó ngồi mát lắm. Đây là cái không gian đi lên trên lầu các bạn. Chúng ta có thể ngồi phía trên lầu này. Đó, sẽ lên lầu tầng số nhà các bạn tham khảo. Ở trên này là khách đông lắm các bạn. Đó, lên lầu các bạn. Ngoài này có bàn ngồi này. Bà xã mình ngồi đây. Đây có máy lạnh luôn. Trên này có máy lạnh luôn.
Đây quý vị các bạn, đây là cái menu của quán cơm truyền quý các bạn nhé. Đây cái địa chỉ như này này. Thì Kiên sẽ cho quý vị các bạn xem một số cái món để tham khảo thêm ha. Đây là những cái món đặc biệt này, gồm có là khoai môn khâu nhục này, thầu hũ Đông Giang này, thú linh chiên giòn này, phá lấu giò heo thập cẩm này, gà hấp muối, đó là một những cái món đặc biệt ở đây. Đó. Rồi ví dụ như là các cái món xào thì đó là sườn xào chua ngọt này, rồi sườn xào tàu xì này, rồi sườn hấp tàu xì này, sườn rang muối này, thịt heo xào hành gừng này, thịt bằm xào bông hẹ này, thịt heo xào bó xôi, thịt bằm xào bó xôi đó, rất là nhiều món xào các bạn nhé. Cái này thì thú linh xào cải chua, thú linh xào hành gừng, rồi bao tử xào cải chua, bao tử xào hành gừng, nói chung là đây là các món xào đó. Menu rất là dày các bạn nhé, đọc hết thì chắc có lẽ là khoảng cả hơn 100 món đúng không ạ? Hình như anh Duy anh bảo là 70 mấy món đó, 70 món tôm xào tàu xì, tôm xào tôm lăn đặc biệt, tôm hấp dầu hào, đó chung là các món xào rất là nhiều. Có tôm có mực đó. Đây cái này là mực xào, đây là tôm, đây là mực này đó, các món xào nó như nhau, xào hành gừng, xào tàu xì, rồi xào bó xôi, rồi rang muối, rang me, nói chung là đây là bò thì có rất là nhiều món, bò xào cải, bò xào bó xôi, nói chung là cũng xào các đó, nhưng mà bò. Đây là cá thì các bạn thấy là có cá chẽm hấp tương hột này, cá chẽm hấp xì dầu này, cá chẽm sốt chua ngọt này, cá chẽm chiên tương này, đó cá chẽm. Đây là có cá bóng tượng hấp xì dầu đó, cá cũng rất là nhiều loại cá bạn nha, cá chim, cá bóng, rồi cá chim này đó. Người coi đây có món cơm chiên các bạn này, cơm chiên Dương Châu, rồi cơm chiên cá mặn, cơm cá viên, đậu hũ nhồi thịt đó, nói chung là nhiều món lắm. Đây là món cải xào, rau xào, món hấp thì có cá mặn, trứng thịt, trứng muối, trứng thịt bằm, trứng ba màu, cá mặn, trứng thịt bằm đó. Đây là giải khát nước các bạn nhé, đặc biệt là menu thì không có để giá. Ồ, mình thấy giày này thôi nhưng mà bên ngoài này hết rồi này. Bên này là nhìn giày nhưng mà thực ra là nó cũng khoảng 70 mấy món rồi các bạn. Đó. Rồi, đó là cái menu của quán truyền ký, mình cũng quay sơ các bạn. Ở đây là không có nhận chuyển khoản các bạn nhé. Nhưng mà bạn ăn thì nhớ đem tiền đi, tiền mặt, chứ chuyển khoản thì quán không có nhận chuyển khoản. Đó, cái mình muốn nhấn mạnh để các bạn chuẩn bị tiền trước. Đây, mâm cơm mình lên đầy đủ các bạn. Mâm cơm nhà mình lên đầy đủ đó. Hai vợ chồng kêu mâm cơm hôm nay hóa thân thành người Hẹ, thưởng thức các món ăn của người Hẹ, người Hoa ở Sài Gòn. Đây là món canh ốc heo với lại chân gà hầm. Rồi, quý vị và các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ cùng được thưởng thức một trong những bữa cơm gia đình của người Hẹ nhé. Người Hẹ là một trong gọi là ở đây mình đọc là người Hẹ là một trong những người mà hay là người Hẹ
người hè hay còn gọi là người khách gia các bạn nhé, một trong ngũ ba người Hoa ở Sài Gòn đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng được thưởng thức một bữa cơm của người Hoa ngày hè ở Sài Gòn nó như thế nào ha. Mời quý vị các bạn nhé. Ở đây mình gọi một cái món, đó là món gà hấp muối các bạn, gà hấp muối đó. Đây món này là món gà hấp muối này. Đây là mình gọi nửa con gà có giá là 140.000 các bạn, nửa con gà đó. Gà hấp muối các bạn. Đây là bông bông hẹ xào tỏi là 40.000 cái đĩa này các bạn nhé. Rồi món đậu hũ Đông Giang, đậu hũ Đông Giang là món này là 70.000 cái phần này các bạn. Có đậu hũ là có ớt, là có này là khổ qua nhồi với lại chả cá các bạn nhé. Đây cái này canh là mình gọi là canh ốc heo hầm với lại chân gà, theo tìm chân gà với lại sườn. Phần này là bao nhiêu? Phần này là hơn 100. Đó, mời các bạn ăn cơm cùng với lại gia đình Kiên nhé. Rồi bây giờ hai vợ chồng mình sẽ thưởng thức nha các bạn. Đi ăn cơm gia đình với Hoa thì mình đi với cùng với lại bà xã hợp lý nha. Đi ăn mình nó hơi buồn. Ở đây thì cái đấy là đa số khách ở đây là cũng đi ăn gia đình nhiều quá. Đi ăn gia đình, ăn cùng với bạn bè, cùng với lại những người thân yêu của mình nhá. Đây giờ mình nhờ bà xã mình lấy cơm cho mình nhé. Đó. Hôm nay là đi thành viên là 3 người các bạn nhé. Một em bé Tuệ Minh ở trong bụng. Là hôm nay gia đình mình đi 3 người, bé Chí Minh này đang đi học. Ở đây thì trong này thì hơi ồn nha, nên là quý vị các bạn cũng thông cảm. Cái này là muối chấm gà đấy. Rồi mời hai mẹ con. Đây bên đây. Trong này nó hơi tối nên là đẹp. Công nhận ở đây á, đông khách quá cho nên hơi ồn thì cả nhà thông cảm nhé. Nhưng mà mình ăn thì bữa cơm gia đình vậy thì nó cũng ấm cúng hơn á. Thì mời cả nhà, nói chung là lần đầu ăn nhưng có ăn có người khỏe khỏe rồi nhưng mà ăn cũng không nhớ lắm. Thì bây giờ nó sẽ thử rất lại nha, chia sẻ nhé. Cái tên gà nào ăn miếng rau đi cho nó rau nó dễ ăn nhỉ. Thực ra nói đặc biệt thì không hẳn đặc biệt mà kiểu đa số món về hẻ là ai nhớ là đều có hẻ hết. Và bây giờ Nga mời cả nhà ăn. Đây là nửa con nha. Nửa con thì không biết ạ, hai vị chồng có hết không? Mời nha. Muối vừa ăn á, mình không cần chấm vừa rồi. Ở trong gà nó đã ngấm rồi, nhưng mà cái gà này nếu mà ai thích ăn gà da thì cũng được. Đa số người Việt là thích ăn gà da, nhưng mà người Hẹ, người Hoa này kia là lại thích ăn gà mềm. Cái này là không cần chấm đâu. Vẫn giữ ở độ dai. Đây là má. Ừ.
cái tầm ướp á, cái vị nó hơi béo một tí, ăn rất là mệt. Món này nói món đặc trưng người Hệ nhưng mà khá là hợp khẩu vị cả nhà. Từ ai mà lần đầu mà nghe đến món người Hệ có thể đến trải nghiệm nhá. Nhưng mà kiểu cái giá thì chắc nó sẽ nhỉnh hơn món Việt rất là nhiều luôn rồi. Và đây là một món đặc trưng với món gia truyền đó. Còn thấy nêm nếm có thấy hợp khẩu vị. Ăn cái đậu nha. Cái đậu các thì không đánh giá cao đội cũ mà đánh giá cao cái nước sốt này nè. Nước sốt khi mà mình ăn, mình chán cơm á, ăn riêng nước sốt đã thấy nó rất là ngon rồi. Mình ăn vừa cả nhà có thể ăn trộn với nhau như thế này đó, tràn lên ăn nó thấy ngon. Đồ hú nó sốt ngấm lắm nhưng chưa tới. Cái này đúng không? Có sườn đó đúng không? Có sườn đó. Chân gà. Có heo. Ôi được rồi. Từ mỗi mỗi thứ một vị cả nhà. Cái mùi gừng, có nghĩa là trong cái này hầm có mùi gừng với là tiêu. Đa số cái canh của người Hoa, người Hẻ là sẽ chủ yếu là ninh từ xương, từ chân gà, cho nên là khi mà mình ăn thôi mình cảm nhận cái hương vị luôn, cái hương vị nguyên bản chứ không phải là hương vị qua nêm nếm. Nhưng mà đây là có chân tiêu với lại gừng đó. Nó thấy ăn xem phải có mềm nhá. Đúng là những món đặc trưng của người Hoa, kiểu canh á, ăn rất là mềm. Nó là một cái phần cái này. Ok không? Ăn được. Nó không hợp với ai lắm. Cái ăn không được luôn này nhỉ. Cái xương này nó vẫn chưa mềm hẳn. Nhưng mà cái thịt á, cái da thì mình ăn vô là bỏ tán không được luôn. Cái đa số là những cái đặc trưng của người Hoa là ninh hầm mềm. Nên ta thấy là bữa nay hợp với bía mình á. Chung với lại bà xã mình các bạn ạ. Cái bà này cũng hơi chặt ra đây là mình đặt máy nó cũng không có được đẹp lắm nên là hơi xéo xéo một xíu. Các bạn thông cảm nhé. Nó hơi hẹp xíu. Rồi mời quý vị các bạn ăn chung với lại gia đình Kiên nhé. Lâu lâu mình đi thưởng thức bữa ăn truyền thống của người Hẹ, người Hoa các bạn nhé. Chồng theo bốn món này là ăn là cũng là nhiều các bạn. Hôm nào mình sẽ ăn thêm cái món khâu nhục hay là cái món khác như thế này. Nay ăn được nhiều cơm nhỉ. Đấy bà xã mình ăn được mình cũng mừng các bạn. Bà xã mình ăn cho hai người. Cứ sợ gà mềm.
Gà đây là món đặc biệt ở đây mà. Đấy, ba bảo món đặc biệt nha, mẹ cũng không gọi tại vì là gà, mẹ cũng không thích gà mềm lắm. Mấy ăn hôm qua không à? Gà này thì nó cũng thịt ngọt. Dai thì không cũng dai vừa vừa thôi, không phải dai lắm. So với các món mà công lại là mình ăn á, mình thấy cái này có độ dai. Với lại tầm tức vừa vừa lắm. Hẹn xào tỏi và nước mắm. Đừng có đụng vào bàn nha. Đây để gần đó. Hẹ là xào nó giòn ngọt hơn. Bông hẹ xào tỏi. Gà này ba thấy có phải chấm không? Không, gà vừa ăn không phải chấm. Này muối gì? Muối nhiều. Tiêu. Chấm. Ăn thử miếng đậu hũ rồng vàng. Mời các bạn nhé. Anh đang ăn nhiều thịt nữa. Có nhiều thịt đây. Làm cái cánh đậu hũ này ngon nè. Qua nhà kia cũng mới ăn gà xong, hôm nay ăn gà này cũng ngon. Rào ngon này. Ăn nước cà chua thì ngon. Mình có cả đậu hũ nó mềm, để nó tan đúng không? Ba là chồng ăn hết gần thấu cơm mà. Yeah.
Đây mình thấy có một số bàn khách Việt kiều về ăn đúng không ba và hai chén ngó mấy anh sáng hơi trễ các bạn. Mẹ tốt sức khỏe. Sữa chưa? Ăn thêm mì tôm đi. Ăn nhiều lắm. À ngon mà no quá. Đây nghe cho cả nhà xem cái bill ngày hôm nay nhé. Có gà là 140 nè, có tàu hũ là 70 nè, có cái gì đây, cái gì cá hồng canh như thế, canh ốc heo là 90, hẻ xào là 40, cơm là 20, với lại là khăn với trà thì người ta đưa ra ngoài luôn, là mình đưa là 10.000 đó, thì tổng là 370.000 đó. Thì nói chung là Nga sẽ không nói về giá, mà cả nhà muốn trải nghiệm món người Hoa hay là món hẻm ở Sài Gòn thì có thể là đến quán này. Thì quán này là một quán ở trong hẻm thôi. Nếu mà Nga nghĩ là nếu mọi người không có gọi là chưa có biết đến những cái món như thế này thì rất là khó để kiếm. Nhưng mà cả nhà có thể là đi theo cái địa chỉ mà để dưới như tại video để có thể là đến trải nghiệm và cho cảm nhận của riêng mình nhé. Và xin chào và cả nhà trong những video tiếp theo. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên, nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.